Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình là Mãn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chapter 3, Dạ Sinh Bạch Lộ. Ở chapter này có liên quan đến một kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng khi lấy kinh. Kiếp nạn này khi mà thầy trò Đường Tăng đến một ngôi chùa này, ngôi chùa giả. Ngôi chùa này do Hoàng Mi, một con yêu quái, biến ngôi chùa này kiểu thành một cái tiểu Tây Thiên và tự tu theo cách của mình. Và chapter này boss chính cũng là Hoàng My. Hoàng My là một con yêu quái và nói là có rất nhiều pháp bảo của Phật Di Lặc, bao gồm một cái túi có khả năng hút rất nhiều người vào cái túi đấy và làm tha hóa họ, và một cái và một giống kiểu là một cái mâm hoặc cái lư vậy, nó có khả năng nhốt người khác vào và làm cho họ bị tan chảy ra thành nước. Kiểu hai cái bảo bối đó làm cho Tôn Ngộ Không phải nói là lên trời để mà nhờ người xuống xuống giúp, nhưng mà nhờ mãi chả ai có thể giúp được trừ một người, đó chính là Phật Di Lặc. Thì đây là một tiểu đồng của Phật Di Lặc, có một cặp chân mày màu vàng và gã rất chi là tinh quái và thông minh ấy. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Con yêu quái đầu tiên này thực sự rất là trâu, và trên tay nó cầm một tảng đá. Thì con yêu quái này nó cũng có cốt truyện riêng luôn. Thì nó là một thợ xây chùa. Kiểu Hoàng My nhờ thợ xây đến xây chùa, nhưng tới lúc mà thanh toán ấy, thì Hoàng My kiểu lừa những cái người xa thợ xây này, làm cho họ bị mù mắt. À, họ bị mù mắt, và Hoàng My nói thêm là bây giờ mù mắt rồi thì không còn xây được nữa, sao không ở lại mà làm thầy thầy chùa đi, xuống đây để ta giảng pháp dạy pháp cho, chứ bây giờ không còn gặp mắt nữa thì làm sao mà xây. Cho nên là họ đã ở lại đây và kiểu bịt mắt như thế này để mà tu hành theo cái lối tu của Hoàng My, một cái lối tu sai lệch. Rồi, ở cái rương chúng ta đi thẳng lên đây. Lên đây có một cái miếu nhỏ, chúng ta thắp hương, nghỉ ngơi, nâng cấp giáp. Mọi người cẩn thận cái con dơi này nhá. Cái này gọi là con heo dơi nhá. Kiểu con heo dơi này nó rất chi là khó chịu ấy. Nó hay có những cái đòn nhảy vào người của người chơi, sau đó là làm hất tung mình. Chúng ta đúc binh khí thôi. Ở đây binh khí thì có, sau khi đánh bại con chuột vàng ở chapter 2, chúng ta có một cái binh khí thì cũng khá là ngon. Khi mà tấn công ấy, nó tạo ra một cái làn cát xung quanh những cái đòn tấn công của mình. Kiểu cây gậy của mình được phủ cát ấy, nó sẽ gây thêm sát thương khi mình đánh thường và khi mình xây côn. Bộ giáp này rất cần thiết, nó có khả năng chống lạnh, và đây là map tuyết, rất nhiều con quái phải nói là tạo băng rất khó chịu. Mọi người cũng nên thủ một chút xíu thuốc kháng băng cho mình ấy. Rồi sẽ bán bớt đồ, nâng cấp giáp, nâng cấp gậy. Rồi, hiện tại chỉ có như đây kiên liệu thôi, chúng ta đi tiếp thôi. Mà trên đây sẽ có một con yêu quái nhân sâm. Khá buồn cười. Ta sẽ đối mặt với lại một con khỉ, nó là Xích Kháo Mã Hầu. Con khỉ này cũng có trong bầy của Hoa Quả Sơn luôn.
Nhưng mà khi mà đại thánh kiểu không còn nữa ấy, thì tụi nó đã tách ra để mà sinh tồn. Con này thì đến Tiểu Tây Thiên này và làm việc dưới trướng của Hoàng Minh. Đây, những cái pho tượng tự nhiên di chuyển này thì cũng có cốt truyện riêng luôn. Đây không phải là pho tượng mà là một nhà tu. Nhà tu này tu theo một lối tu của một sư phụ. Sư phụ đó là cũng là đệ tử của Hoàng My luôn. Và gã ta có một lối tu rất chi là quái dị. Gã ta cho rằng khi tu như thế này thì sức mạnh của Phật Pháp sẽ giúp cho người tu hành trở nên ấm áp hơn, không còn bị cái lạnh xâm hại nữa. Và khi mà có người bị cái lạnh bị hóa đá như thế này, hóa băng như thế này luôn ấy, thì hắn ta bảo là tại vì những người này tu chưa tới, những người này không đạt được cảnh giới đó cho nên là mới bị như vậy. Kiểu một cái lối tu phải nói là rất chi là sai lệch. Và tí nữa chúng ta sẽ gặp hắn ta, và hắn ta cũng có liên quan đến chapter 2. Rồi đến đây chúng ta sẽ đối đầu với con xích kháo mã hầu khi nãy. Mọi người cẩn thận nha, khi mới bắt đầu nó sẽ chém một đòn kiếm khí cho nên là mọi người nên cẩn thận. Đấy, mọi người cứ đánh tới tấp nó, cứ đánh nó ngã liên tục. Mặc kệ nó làm gì, tí nữa dưới 50 máu nó sẽ xin thua thôi. Nhưng mà khi mọi người không đánh lúc mà nó xin thua ấy, nó sẽ lén chém mọi người một nhát, cho nên là cứ đánh nó yếu nó tự bỏ chạy thôi. Nó sắp bỏ chạy rồi này. Đấy, đấy chỉ thế thôi. Và sau này chúng ta sẽ gặp lại nó sau. Có cơ hội mọi người xây côn có khả năng tích nộ rất là tốt. Rồi chúng ta đi lên bậc thang thôi. À, có cái mẹo nhỏ là khi đi bậc thang mọi người cứ nhảy liên tục nha. Khi mọi người nhảy liên tục thì đi nó sẽ nhanh hơn. Đấy, cứ nhảy như thế này đi nó sẽ nhanh hơn, còn đi bộ thì nó cứ như đeo tạ ấy. Mấy con này cứ mỗi lần mà nó bắt đầu tấn công nó sẽ phi cây dao, cẩn thận rồi. Dạ, lên mắt ở đây có con dơi. Con dơi rất khó chịu. Ở dưới đây sẽ có con tinh phách khi nãy. Ừ, cố gắng đánh với con xung quanh nữa. Nếu không thì lúc mà đánh gã thì tất cả mấy con này sẽ lao vào hội đồng mọi người. Tranh thủ quay côn để tích tí điểm côn nộ. Ok.
tranh thủ đánh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ây da, may quá. Đấy, mấy con kia nó sống rồi ơi. Sao, cứ cố gắng dùng tam thôi. Đấy, như mình nói đấy. Đấy, nếu như mọi người kiểu vẫn còn nhiều con như thế này, nó sẽ chém mọi người gần như là đi luôn. Bây giờ y chang mình đây. Rồi bên đây có một con yêu quái nhân sâm nữa. Rồi vừa quay lại cái chỗ khi nãy chúng ta đi xuống ấy, nó sẽ có một đường rẽ bên trái, chỗ đó sẽ là đường đi chính. Ê, mình quên lấy cái linh ẩn rồi. Ai, đánh con này đi xuống mở thêm cái rương nữa là xong. À chưa. Ôi cái gì này, rất chi là cồng kềnh. Đấy, nghe đây có cái rương, người cẩn thận con dơi đây, quanh đây nha. Đấy có một con dơi ở trên đó. Đấy lộn ra sau lưng nó ngay, không thôi là nó sẽ bị chúng ta sẽ bị nó hất đi, sát thương cũng khá là khó chịu. Mình cộng tí điểm cái. Rồi, xây côn kết thúc bằng phòng đặc. Này là khi một người xây côn, một người nhấn cái đòn đánh mạnh thì nó sẽ kết thúc bằng một cái đòn đập kiểu tối ưu sát thương hơn và mượt hơn khi một người xây côn. Rồi sau khi lượm hết đồ rồi thì mình đi lên lại cái cầu này thôi. Đấy, qua đây sẽ có một đoạn cutscene. Và mọi người nhớ đi giống mình nha, kẻo tí nữa vào đoạn cutscene như thế này này thì mọi người phải tay le lại cái miếu nhỏ khi nãy đi bộ lên khá mệt. Và thổ địa nơi đây. <笑>你来之前我算过一卦，你猜猜写的是啥？动不如静，有才无命，哼，既要送死，也不拦你。<咳>小西天土地在此恭迎天命人。
那里面便藏着你要的东西，趁此地的主人不在，快快取走，切勿停留。 Rồi, quanh đây chúng ta lấy tí đồ cả. À, quanh chỗ này thì chỉ toàn là dược liệu thôi. Và còn một chỗ ngồi thiền với lại một cái rương nữa. Ok, mọi người cứ lùng bên đây trước, kiếm tí dược liệu. Và chúng ta sẽ đi lấy ngồi thiền với lại mở rương sau. Và tí nữa chúng ta sẽ đánh một con boss, nó là Can Kim Long. Can Kim Long là kiểu một hộ vệ trên trời ấy. Thì cái lúc mà Tôn Ngộ Không bị nhốt trong một cái lư của Hoàng Mi thì có nhờ Can Kim Long và rất là nhiều hộ vệ khác đến. Thì Can Kim Long có một cái sừng rất là cứng, cho nên là Can Kim Long đã kiểu hút cái sừng vào trong cái lư ấy đấy, để mà đục một cái lỗ nhỏ cho Đại Thánh chúng ta biến nhỏ và chui ra ngoài. Thì Can Kim Long ở trong game này thì là phiên bản nữ, nhưng mà ở trong phim thì lại là phiên bản nam. Và đánh Can Kim Long thì mình cảm giác như là đánh con rồng này mọi người nên đừng có tiếp cận với nó. Kiểu cứ để nó đến rồi chúng ta hãy đánh. Kiểu chúng ta càng đi đến gần càng nguy hiểm ấy. Tí nữa mình sẽ kiểu chỉ mọi người một cái mẹo khá là hay để cho nó ngã liên tục. Và cũng mong là nó sẽ ngã liên tục. Tại vì game nó không như ý mình đâu. Ây à. Rồi mọi người nhớ đập hết cái lũ này nha. Rồi chúng ta qua đây ngồi thiền thôi. Sau khi thiền xong thì về ngồi nghỉ một chút xíu. Rồi chúng ta ra đánh boss thôi. Thôi mình càng đầy máu nên mình đi luôn. Đấy, phía dưới là có một cái ánh sáng, cái đó là căn thứ ba của Tôn Ngộ Không đấy. Nhưng mà hiện tại chúng ta chưa lấy được. Phải khoảng khá là lâu sau, tại vì đây là một chapter rất chi là dài. Hahahaha.
哭哭啼啼，死了还祸及子孙，引得你们一个个送上门来。我这大包都快装不下了。康金龙，你法性已通，出来帮为师试试他的成色。 Cái đánh con này mọi người để ý, đòn đầu tiên của nó luôn luôn là đòn ráp, cho nên là mọi người cẩn thận. Không được thì mọi người có thể tụ hình sáng khí mà chạy. Đấy, đúng rồi, đòn nó chắc chắn là đòn ráp. Ừ, cứ đánh thôi, nó ở gần thì mọi người đánh. Đấy, đánh vào đầu và cố gắng né chiêu, đừng cố gắng đuổi. Đấy, có cơ hội thì cứ đánh thôi, nhưng mà đừng dùng phép định thân như thế này, dùng phép định thân chưa được đâu. Đấy, khi nó đập đuôi như thế này là mọi người định thân lại và lao vào đánh đuôi luôn. Đây là cơ hội cho mọi người lao vào đánh đầu. Đánh không được thì thôi nha, đừng cố đánh nữa. Đây là pháp bảo của chapter 2. Đấy, mọi người cứ thứ đúng cơ hội gần mọi người hãy dùng nha. Tự động nó sẽ ngã xuống cho người đánh thôi. Rồi, tranh thủ cơ hội đánh càng nhiều càng tốt. Đấy, dùng tất cả các phép luôn. Kéo máu thấp nhất có thể. À, cái lúc mà máu nó thấp rồi bắt đầu nó sẽ gồng sát rất là nhiều xung quanh. Cứ chạy xa ra ngoài, cứ chạy xa khỏi nó ra. Nếu nó làm gì đó thì kệ nó thôi, nhưng tí nữa nó sẽ gọi sấm sét, mình cứ chạy lòng vòng là được. Rồi, ok, nó gọi sát rồi. Cơ hội chết ngán cái đỉnh thân nữa. Nhưng mà không tới U đâu. Đây, lúc này mọi người nên định thân, nhưng mà mình hết định thân rồi. À, tự hình tán khí thì đỡ vậy. Con này chỉ có thế thôi, nó bay lòng một vòng rất là khó đánh. Nhưng mà người có cái pháp bảo thì mình có thể dồn một phát combo nữa.
Rồi sau khi đánh xong thì chúng ta kiểu bị rớt xuống dòng sông băng nên bị cược sức, cho nên là bị nhốt ở trong cái chỗ này. Đây là một cái vị trí phải nói là cực kỳ khó chịu khi mà đi qua đây. Nó là một cái nhà tù. Cái nhà tù này thì rất khó đi nha mọi người, rất dễ bị ngã. Với lại cái quy tắc đi của nó thì mình đã đi nhiều lần cho nên là mình sẽ đi theo quy tắc như sau. À, với lại chỗ này à, NPC để mình nói chuyện với NPC thì một chút. Rồi ở chỗ này thì nó chia ra hai khung giờ. Ây à, cái con này ở đây chia ra hai khung giờ, giờ âm và giờ dương. Khi mà giờ dương thì sẽ bình thường như thế này, nhưng mà khi mà ở giờ âm ấy, thì máu của mọi người sẽ bị mất đi và sát thương của mọi người sẽ được tăng lên. Mà giờ này rất nguy hiểm, cái lũ quái xung quanh nó cũng kiểu y chang như mình, chỉ có khác là tụi nó không bị tuột máu mà thôi. Đấy, tụi vừa bảo luôn đấy. Đây à, đam của tụi nó rất to nha, người cẩn thận, đã vậy mình còn bị tuột máu nữa. Ở cái giờ này có tổng cộng là, ây da, mọi người bị chá đàn như thế này, mọi người nhớ né ngay nhé. Đấy, né ngay, đừng để cho nó đánh trúng là nó giục mọi người xuống vực ấy. Đấy, mọi người cố gắng dồn đam cho nó thật là nhanh vào. Rồi, còn cái tiếp. Đấy, đánh với con này mọi người đập xong rồi mọi người cứ cứ vô đòn hết combo thì thôi, là tự động thì nó sẽ chết. Và nhớ đánh nó thật là nhanh nha, nó khó chịu lắm. Và có tổng cộng là 9 con lồng đèn như thế này. Mọi người đặc biệt chú ý cho mình là phải đánh xong 9 cái con lồng đèn này mới được lên trên đầu tháp đánh con boss kiểm soát cái hai khung giờ này nhé. Kiểu khung giờ này thì có hai con boss. Có một con boss nó kiểm soát khung giờ này. Với lại một con boss giữ chìa khóa của tất cả các cổng bị khóa ở đây. Kiểu cái chìa khóa khi nãy mà cái cổng khi nãy mà NPC kia bị nhốt ấy, thì phải đánh một con boss thì mới có thể giải cứu được. Cho nên ở đây chúng ta có hai con boss, một con boss giữ chìa khóa và một con boss kiểm soát thời gian âm dương ở đây. Mọi người lưu ý cho mình là phải đánh hết 9 cái con lồng đèn như thế này mới đánh cái con boss kiểm soát thời gian ở trên nhé, con boss lớn ở trên ấy. Khi đánh xong 9 cái con lồng đèn này thì mọi người sẽ được một cái vật phẩm là hình lồng đèn, giống như là cái lồng đèn mà kiểu gắn trên đầu của tụi nó vậy. Đấy, phải đánh 9 con nha, nếu không mọi người phải qua New Game cộng để mà đánh lại đấy. Tại vì khi mà giết cái con boss ở trên cùng rồi, con boss kiểm soát thời gian rồi ấy, thì thời gian âm sẽ không còn nữa. Cho nên là mọi người chú ý cẩn thận nha.
Rồi để mình đợi chút xíu, mình nghỉ ngơi để qua cái giờ này cho đầy máu luôn. Thấy sắp hết rồi, thôi kệ đi luôn. Vừa rồi là hai con lồng đèn. Và còn một chỗ có một con lồng đèn khá là kín nữa. Tí nữa mình sẽ chỉ mọi người cái vị trí đấy. Cái này mọi người đánh trước cái con cung này nhá. Bây giờ con quỷ dơi kìa. Mình rất là ghét con dơi. Rất là ghét con dơi heo này. Mọi người cố gắng chạy thật nhanh mà nhảy lên đánh cái con cung kia trước tiên nha. Tại vì con cầm đao này nó rất là khỏe đấy. Đấy, rồi, mình xử được nó luôn rồi. Nó ngon. Ok luôn, thằng này cũng xong. Đấy. Nếu mình xử được cái thằng cầm đao kia thì mình có thể khỏe re để mà leo lên đây đánh con này. Con này đứng trên bắn cung rất là khó chịu, nó gây stun cho mình ấy. Mình còn bị con đao kia nó cũng khỏe, nó đánh cho thì lên bờ xuống ruộng, cho nên là cố gắng, nếu như mà không tiêu diệt được cái con cầm đao nó bay xuống vực thì mọi người cố gắng chạy thật nhanh lên đánh con cung. Nhảy là lên thôi. Hết thể lực. Kể để hồi thể lực lại đập luôn cũng được. Ở đây có cái rương nhỏ. Đấy, lại đến giờ giờ âm đó rồi đấy. Cái giờ này rất nguy hiểm nhưng mà nó cũng cho mình một món item khó để lấy. Đây, có hai con lồng đèn trên kia. Mọi người ưu tiên nên đập hai con lồng đèn để nhanh nhất có thể nha. Tại vì cứ đi đi lại lại nó sẽ kiểu mất thời gian ấy. Đấy, nó cứ nhá đèn, mọi người cố gắng tránh xa nó ra. Nó sử dụng phép tụ hình tán khí để chạy cho nó chắc. Đấy, cứ đánh hết combo là được. Đấy, cứ đánh hết combo. Rồi, có gì xài đó, nhưng mà quan trọng là phải đánh cho nó chết nhanh nhất có thể. Đừng để nó bắt được. Nó bắt được khá là phiền. Lại cũng có cái mẹo như thế này luôn. Đấy. Cứ gồng đủ 3 stack gậy đập sau lưng nó. Sau đó là đánh hết combo. Còn mọi người thấy nguy hiểm thì cảm giác thì mọi người cứ định thân lại và đánh thôi. Cứ tối ưu như mình. Kiểu không có bị nó vứt xuống vực làm gì. Vứt xuống vực rất chi là khó chịu. Mọi người phải đi lại. Và nhiều khi mọi người cũng phải đứng ở đây để đợi mấy con lồng đèn này để đánh đủ 9 con. 9 con mới lấy được món item. Đánh đủ thì mới được đánh boss trên nha. Nếu không thì chỉ có ở new game cộng mới lấy được món item đấy thôi. Ở con yêu quái nấm này nó khá là yếu. Cứ xây gậy đánh bình thường cũng được. Đấy, nó to con thôi nhưng mà nó yếu xìu à. Ở trong đây mọi người nhớ là đợi khi cái con cầm đao này. Đấy,
nhớ đợi khi nào mà hết giờ âm rồi hãy đánh đó nha. Còn nếu mọi người tự tin thì có thể đánh luôn cũng được. Tại vì trong cái giờ âm nó rất là khỏe, nó sẽ đánh lan cực kỳ ghê. Những cái đòn đánh của nó đa số toàn là đánh lan không ấy. Rồi mở cái rương. Đa số cái rương đồ trong chỗ này giúp mọi người có thể nâng cấp vũ khí, nâng cấp giáp. Cho nên là đừng bỏ qua nhé. Nguyên liệu để giúp mọi người mạnh hơn ấy. Sau khi xong thì chúng ta nhảy lên trên đây. Đi chỗ nào mà kiểu như bậc thang mình cứ nhảy đi cho nhanh. Mấy con này được tích côn mình cứ tích nhé. Tích nhiều côn người sẽ khỏe hơn và đi nhanh hơn. Đấy, có điểm côn thì mình có thể hồi máu nữa. Rồi. Lấy 5. Ở đây thì có hai đường, một là đường bên đây, hai đường bên đây. Mọi người đi trước đường bên đây, đường bên kia từ từ rồi hãy đi. Tí nữa mọi người sẽ từ ở trên nhảy xuống dưới và sẽ tự động đi cái con đường khi nãy. Cho nên là cứ bỏ qua. Tí nữa một con đường rẽ sẽ trở thành một con đường thẳng thôi. Rồi ở đây có cánh cổng bị khóa. Tí nữa khi mà mình đánh con boss giữ khóa chỗ này rồi thì mình sẽ quay lại luôn một lần. Cứ đi đúng quy trình là tự động mọi thứ nó sẽ diễn ra rất là suôn sẻ. Đợi này mọi người nhớ cẩn thận nha. Thì để mình đặt con này cái đã. Rồi. Đây đoạn này mọi người nhớ cẩn thận nha. Chỗ này đi qua rất dễ bị ngã ấy. Nên là mọi người cứ đi từ từ thôi, không cần phải cắm đầu chạy quá nhanh đâu. Tới những rã rẽ mọi người nhớ cẩn thận. Dạ đắt. Rồi. Có 5 điểm để mình cộng điểm tí. Rồi tăng thêm tỷ lệ chí mạng. Tăng full luôn. Tỷ lệ chí mạng rất quan trọng. Rồi sau đó mình sẽ nâng bên phần đập côn phách này. Con này nhìn nó cầm kiếm to đấy thôi nhưng mà nó chỉ có kiểu hai đòn cơ bản thôi, cho nên là không cần phải quá sợ đâu. Nó đẩy kiếm sau đó là giật xuống ở như thế ấy. Cho nên mọi người cứ lộn lên sau lưng nó mà đánh thôi. Con này không có gì gọi là khó khăn cả. Nhìn nó nguy hiểm nhưng mà nó không nguy hiểm. Đấy, gặp cái con này nếu có cơ hội cứ cho nó ăn gậy ba phát cho nó bay xuống giật nha. Như thế chúng ta phải đỡ đánh nó hơn. Rồi chỗ này mọi người cố gắng nhanh chóng đánh cái con cầm cung này nha. Không thôi nó đứng ở trên là khá là phiền ấy. Trên là giết nó thật là nhanh. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuống đánh cái con dạ xoa dưới đây. Con này rất khó chịu nên mọi người cứ dùng phép đánh nó.
Rồi, phía dưới là cái miếu nhỏ đầu tiên khi chúng ta đến nhà tù này. Rồi chúng ta cứ tiếp tục đi tiếp thôi. Rồi ra đây chúng ta sẽ thấy một cái con đường nó đi lên. Rồi đi lên trên. Lại đến giờ âm rồi. Mình rất ghét ở đây cực kỳ khó chịu. Ui, khá là xui, đúng lúc mà con này nó ở giờ âm, sát thương của nó rất là to. Đấy, mình nhớ kỹ kỹ xài phép đánh nhé. Đấy, mình xài mọi thứ để đánh nó để mình không phải leo lên lại cái chỗ nhà tù này đúng là một cực hình. Rồi, trên đây sẽ có một cái bàn thờ nhỏ. Đấy, mọi người đến đây cắm nhang và tranh thủ nha, mình cảm giác như mình nên tranh thủ một chút. Rồi, mình nên tranh thủ cái giờ này để mình đặt con lồng đèn này luôn. Nó gồng 3 stack. Đó, tới đặt nó một cái. Đấy, rồi sau đó đánh hết combo. Rồi, nó tự lăn ra chết thôi. Đó, mọi người quay lại nghỉ ngơi và chuẩn bị đánh boss. Đây là con boss nó giữ những cái chìa khóa, khóa những cái nhà tù ở đây. Mọi người đánh bại nó thì mọi người sẽ có được cái chìa khóa để mà mở cửa giải cứu NPC ở dưới để làm nhiệm vụ của NPC đấy. À, mình muốn đổi phép một chút xíu. Con này thì cũng không phải thuộc dạng gì gọi là khó đánh, nhưng mà nó kiểu nó sốc sát thương khá là cao, cho nên là mọi người nên mang theo con người đá, biến hình thành con người đá để mà có thể ăn được cái luồng sát thương cao đó của nó. Lại chế thêm một chút xíu thuốc nữa. Đấy, mọi người nên chế thêm thuốc để mà kiểu có thêm sát thương cực mạnh để mà sốc sát thương nó, tại vì nó khá là trâu ấy. Rồi, như thế này là được. Sử dụng phép tụ hình tán khí nha mọi người. Để ý cây gậy của nó mà phát sáng lên, mà phát là có nghĩa là nó bắn tia laser. Còn mấy cái đòn này mình có thể quay gậy để mà né được. Đấy, con người né tia laser sẽ quay gậy để mà đỡ hết những cái đòn này. Cái con nẻ đâu ra thế này? Đúng kìa. Đấy, sử dụng phép tụ hình tán khí, tại vì nó bắn laser nó đuổi người. Đây kia người rất khó chịu, người phải sử dụng phép tụ hình tán khí để mà đỡ bớt cái kỹ năng này của nó đi. Rồi, khi mà bắn laser mọi người chạy ra cái góc này để đứng nha. Đấy, ra góc này đứng thì mọi người chỉ nhảy đơn giản thôi, chứ không đứng ở trong khó nhảy hơn. Đấy, chỉ có thể nhảy như thế này thôi. Ấy, rất là đơn giản. Chạy ra xa ấy. Cái này thì quay cô, sẵn kích nổ luôn. Đấy, né trước. Rồi. À, mình quên uống thuốc rồi, bỏ xong mình thấy đánh yếu đấy. Đấy, cái lúc mà nó biến như thế này thì cứ tụ hình tán khí mà chạy thôi. Cái gì vậy? Sao xui thế? Rồi, không sao cả, nó cũng múa thôi, nó cũng có lao vào đâu. Mọi người cứ chạy lòng vòng, đừng đứng yên một chỗ, đứng yên một chỗ bị tia laser là bắn trúng.
biến thành con này. Nó chuẩn bị bắn một cái luồng ánh sáng rất là nhiều. Đấy, cái này mọi người có thể né được. Nó lại bắn nữa. Sao ta, còn tụ hình tăng khí. Xong con boss này không khó, nhưng mà để ý cái là nó rất là nhiều pillager rầm rà thôi, chứ không phải thuộc nhẹ một con boss khó gì cả. Rồi sau khi hút thì mọi hút linh ẩn của nó thì mọi người sẽ được một cái vật phẩm trong tứ tướng tứ hồn. Đây là vật phẩm nhiệm vụ của cái anh NPC bị nhốt ở dưới kia. Rồi chúng ta tiếp tục đi tiếp trên đường này. Nếu mọi người mà hết máu ấy, mọi người hết mana, hết máu mà mọi người cần ấy, thì có thể về cái miếu nhỏ nghỉ ngơi, xong rồi nhảy xuống đây lại nha, nhớ nhảy xuống đây lại nha. Và đi tiếp y chang như mình. Tại vì nếu mọi người đi tiếp như thế này ấy, thì mọi người có thể mở những cái cửa này một cách xuyên suốt luôn. Là không cần phải đi lên, đi xuống và đi tìm làm gì cả. Cứ đi y chang như mình là tự động sẽ mở được tất cả những cái cửa ở đây cùng một lúc, cùng một lượt đi. Rồi cứ đợi hết giờ âm cũng được. Đấy, mình có thể tự tin mà lao vào đánh. Còn mình thì hơi ráng tí nên phải đợi chút. Rồi, thú này máu vào thôi. Con này chỉ có trâu thôi. Nó sẽ đẩy cái rồi nó chép. Nó mà còn giữ ra sau lưng nó mà đánh thôi. Đấy, nó sẽ đẩy kiếm cái. Đó, và nó chém dọc, mình có thể nhảy lùi hoặc nhảy sau lưng nó, mà tốt nhất là nhảy sau lưng đó. Nó lộn sau lưng đó. Đó, vậy là xong rồi, cứ đánh tiếp. Rồi, ở đoạn này. Đây. Rồi. Còn con nữa. Rồi, chỗ này mọi người nhớ cẩn thận nhảy xuống từ từ thôi nha, đừng có nhảy nhanh. Nhảy nhanh bị mất máu khá là lớn. Nó có bật cả, hãy nhảy xuống từ từ. Rồi đánh cái con cầm cung trước nhé. Rồi, xong. Ở đây sẽ có một cái cửa nữa. Mở cửa ra, ở trong sẽ có một con dạ sao cũng khá là khó chịu, cùng lúc đang giờ âm luôn, hay lắm. Rồi, chết liễu thật là nhanh rồi nhá, không thôi nó dãy là hơi bị chóng mặt nhức đầu ấy.
Rồi xong rồi chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng và leo lên trên cái ngọn núi này. Không phải núi nữa, này cái vách đá mới đúng. Rồi giải cứu NPC. Và cái con chuột hai đầu này là liên quan tới nhiệm vụ ở chapter 2 nhé. Khi mọi người giết hai con chuột hai đầu ở chapter 2, sau đó nói chuyện với lại cái anh hai anh dân làng bị hóa chuột ấy, kiểu không phải là hai anh dân làng đâu mà cũng là một con chuột hai đầu như thế này luôn, nhưng mà từ người hóa thành chuột. Thì con chuột này nó sẽ xuất hiện ở đây cho mọi người lấy phép biến hình của nó. Còn cái anh thái tử này ấy, thì ảnh chính là thái tử, là người con thứ ba, là người con thứ ba của quốc vương chuột ở chapter 2. Rồi sau khi nói chuyện xong thì chúng ta đã kích hoạt được nhiệm vụ lấy 4 tứ tướng của NPC này. Và khi làm xong thì NPC này sẽ cho chúng ta một cái mũi giáo. Và đó là vũ khí phải nói là rất là mạnh ở cái chapter 3 này. Nó kết hợp với một cái phép cấm tự pháp, một cái phép ẩn ở chapter 3 này. Khi hai phép, khi vũ khí và phép đó kết hợp với nhau thì nó sẽ cho một cái lượng sát thương rất là to. Đấy, mọi người cứ tiếp tục đi tiếp. Ở đây còn một cánh cửa nữa. Rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi ở đây. Và chúng ta sẽ dịch chuyển để tí nào. Để mình nâng hết mấy cái giáp lên cái đã. Rồi, mình không có trang bị cái giáp này á, nhưng mà mình phải nâng để đầy đủ item. Binh khí thì mình sẽ phải nâng cái cây gậy rồng này lên. Khi mà chúng ta đánh combo thường, đánh nhanh ấy, thì đánh trúng 3 đòn thì cây gậy này sẽ có khả năng tạo ra sấm sét. Ok. Cái giờ âm này khó chịu quá. Rồi.
Rồi, mình sẽ dịch chuyển về cái chỗ mà cái hồ băng lúc chúng ta đánh đánh con rồng ấy. Từ đây mọi người chạy thẳng nha. Là sẽ đến được một cái vị trí của một món item. Ở đây nó là đồ ngâm rượu. Ok, và chúng ta dùng lệnh bài dịch chuyển về. Di chuyển lên tầng trên nha, cứ đi tiếp thôi, tiếp tục và mở những cái cửa này ra. Ok, ở đoạn này á, mọi người sử dụng phép tụ hình tán khí đi qua khu vực này á. Nhất định là phải dùng á, không thôi là sẽ bị một con dơi nó sẽ nhảy xuống nó đạp mọi người bay xuống vực, nên là cứ sử dụng phép tụ hình tán khí thôi. Rồi, từ từ cũng được, mình đang định lao tới đánh mấy cái con rồng đèn đó luôn, nhưng mà thôi, chắc là đi qua đây trước. Rồi, mình sẽ đi vào trong đây, đánh mấy cái con cầm cung khi nãy. Đang định kìa. Rồi, cố gắng đánh này thật là nhanh. Mình cũng cố gắng đánh này. Dạ. Chết. Ôi ôi, chết. Hay quá, không phải leo lại. À, lúc nãy ấy, thì mọi người nên kiểu dụ cái con dạ so kia ra, nếu như mà lỡ nó bắt gặp mọi người trước thì mọi người nên dụ nó ra ngoài để đánh, không thôi là sẽ bị mấy thằng cung với lại cái con kia nó combat tới chết ấy. Ở đây có một con yêu quái tinh phách, con yêu quái nấm. Rồi, con này thì mọi người cứ dồn đam cho nó ngã thôi. Cẩn thận bị trúng độc nhé, nó hay tạo mấy bãi độc như thế. Kìa, hồi xoay mà cứ sờ ba nút né là mình sẽ né được thôi. Rồi, chúng ta đã có tinh khách của nó. Trời đất, ngã xuống còn cho tao dính độc thêm một cái nữa chứ.
Ở cái chỗ này ấy, mọi người cố gắng đợi khi đến giờ âm nhé. Chỗ này có đến tận 3 con lồng đèn rồi đấy. Rồi nhưng mà ở cái giờ dương thì mọi người nên đi trước, đi đến cuối đường luôn. Khi dọn dẹp sạch hết quái rồi thì mọi người hãy từ cuối đường này. Đấy, tới giờ rồi, tới đường này đi ngược về thì sẽ tốt hơn. Rồi, ở đây thì có hai con, phía dưới này có một con. Để mọi người đập con này trước. Đấy, cứ đập từ dưới lên trên nhé. Rồi. Cố gắng tranh thủ thật là nhanh. Để không phải đợi thêm nữa. Tại vì đợi cái khoảng thời gian tới giờ âm rất là lâu. Cho nên để không đợi thì mọi người cố gắng tranh thủ. Cứ tích ba tích gậy đập nó một cái. Mình hết thể lực rồi. Ok, hết thể lực thì định thân rồi. Rồi. Còn kia, mình để hồi thể lực tí. Lại tiếp tục gồng 3 stack gậy. Ừ. Không sao, chạy thôi. Nói đoạn vừa rồi là nó sẽ ráp mọi người rồi giục mọi người đi. Rồi, một combo. Hai combo xong. Rồi mọi người quay lại, ở đây còn một cái cổng nó chưa mở. Mình quên mất ở đây còn một thằng này nữa. Thôi để mình đạp nó chết trước cái này. Xong thì mọi người cứ đi về thôi. Bên chắc bên phải nha, cứ mọi người nhìn bên phải còn một đường để đi lên ấy. Đấy, cứ nhìn bên phải tìm đường. Rồi, đây đường đi lên đây. Đây là đường đi tiếp. Sau khi lấy xong đồ thì mọi người quay lại và đi đường này và đi lên. Đấy, cứ đi như theo mình là mọi người sẽ không bỏ sót cái gì cả. Cửa, tất cả cửa gần như đã mở hết rồi. Để mình nhớ xem còn cái cửa nào không ta. Nó cũng chả cần nhớ nữa, cứ đi y chang như thế này là mở hết cửa mà. Rồi. Đấy. Mở cái rương ra. Đó, mọi người cẩn thận cái chỗ vừa rồi nhé, cái chỗ ô cửa vừa rồi ấy. Mọi người chỉ cần đi tới gần thôi là sẽ bị nhảy rớt xuống dưới, cho nên là đừng đến. Ở đây mình sẽ cố gắng gồng gậy tập con này cái đã. Rồi, may quá bay xuống dưới luôn rồi. Đấy, cái ô cửa mình vừa nói nó sẽ không có gì ở cái chỗ đó cả. Nếu mọi người đi một cái nhẹ thôi là tự động bay xuống vực luôn, cho nên là tránh xa cái ô cửa ra. Chỗ này khá nhiều mấy con dạ xoa này, mấy con dạ xoa đánh rất khó chịu.
cẩn thận nha, cứ đi từ từ thôi cũng được, có con cung ở trên đấy cũng không sao, cố gắng đi từ từ kẻo ngã, ngã xuống phát ra leo lên lại, cứ cho nó bắn cũng được không sao cả. Rồi khi lên trên rồi thì mọi người sẽ không còn ở trong trạng thái giờ âm nữa. Trên đây sẽ có một cái bàn thờ nhỏ. Đấy, mọi người cẩn thận con này nha, nhớ đánh cách tránh tránh xa cái vật ra, kẻo bị ngã. Đấy, cứ kéo nó vào đây mà đánh, đừng có đánh ở ngoài vực, kẻo ngã. Rồi chúng ta cắm nhang và nghỉ ngơi. Và chỗ này khi đi tiếp ý, thì sẽ là chỗ để mà đánh boss. Con boss này sẽ là con boss thao túng thời gian âm dương ở cái nhà tù này. Đấy, khi mọi người đánh nó thì thời gian âm dương sẽ không còn nữa. Nhưng mà đừng đánh vội, chúng ta vẫn còn một con lồng đèn nữa chưa đánh ý. Cho nên là nếu như đánh nó mà chưa đánh cái con lồng đèn này thì sẽ không còn cái item báu vật đó nữa, thì mọi người chỉ có thể chơi tiêu game cộng để mà có thể lấy thôi. Tại vì cái con quái lồng đèn nó chỉ xuất hiện ở giờ âm thôi, nó không xuất hiện ở giờ dương. Rồi ở đây sẽ có một con chim, một con yêu quái chim. Con này khó chịu lắm nhé. Đấy, nó làm cho mình bị đóng băng rất là khó chịu. Khá là chật vật. Mình đi nhầm được, ok. Chúng ta đi thẳng lên trên đây trước, rồi mới đi vào trong khu nhà tù sau. Đấy, cứ đi ở khu ngoài trước. Ở khu ngoài này sẽ đối đầu với một con tinh phách. Con tinh phách này là cái con cầm đao ấy. À, và chỗ này sẽ là chỗ có con lồng đèn cuối cùng. Và cũng là chỗ có cái cửa cuối cùng. Đấy, mọi người cố gắng đánh cái con tinh phách này nhanh nhất có thể nha. Nếu nó vào giờ âm nó sẽ trở thành con quái vật thực sự. Rồi, chúng ta đợi dưới giờ âm thôi. Ngay vị trí này còn một con lồng đèn nữa. Quá lạ, đâu rồi? À trời đất. Biến mất rồi. Để em sao, cứ từ từ mình nhìn thôi. Đó là lý do tại sao mình kêu mọi người nên kết liễu nó thật là nhanh ấy.
nó mà dãy thì khó chịu lắm. Đó, chúng ta sẽ được cái đàn cát tường, một món báu vật khi chúng ta tiêu diệt được 9 con. 9 con lòng đàn như thế này. Rồi, vậy là xong. Bây giờ chúng ta đi đường bên trong nhà tù để mà lấy thêm một cái rương nữa. Khi nhảy xuống đây chúng ta quay về khu vực cũ của nhà tù, cái là cái khu mà có ba con lòng đàn luôn ấy. Thì ở đây thì mình đã mở hết ra luôn rồi, nhưng không còn gì nữa, chúng ta dịch chuyển về thôi. Phần chuẩn bị thì mọi người chỉ cần cắn thuốc vào để đánh boss thôi. Đánh thì cũng y chang như là cái con boss giữ chìa khóa tứ tướng đầu tiên chúng ta đánh. Mà khác hẳn là nó trâu thôi, nhưng mọi người đánh chỉ đánh đúng vào một vị trí tay của nó, điểm yếu duy nhất của nó. Khi nó gục xuống thì mọi người hãy tung hết đòn vào cái đầu của nó nhé. Đây là cái lỗi của nó đây. Khi mọi người đánh đủ đòn vào chân nó sẽ bị gục, và gục nó sẽ hạ đầu xuống cho mọi người đánh. Mọi người nhớ tận dụng khoảng thời gian nó mới dùng hết tất cả mọi đam vào trên cái đầu đó của nó. Sẽ hạ đầu xuống này. Rồi, cái này mình có stack côn, cứ gồng hết đầu stack côn đặt. Đấy, nó sẽ mất máu khá là nhiều. Rồi, xì thôi. Tốt. Rồi tới phay của nó thì mọi người đừng đánh nữa, tụ hình tán khí và chạy thôi. Cái này mình tụ hình hơi sớm. Đấy, có con người đá thì mọi người cứ cho con người đá ra tăng thêm tí đam. Đây, nhưng mà nhớ đừng có xài chiêu lúc này nhé, hiện tại nó kiểu bất khả xâm phạm ấy, cho nên là không có bị ăn đam đâu. Cứ đợi cho nó hết khúc này các bạn. Ok. Rồi bây giờ thì xài chiêu này. Rồi.
Đấy, cái này thì cứ cho nó đánh thôi. Xuống này mình quay con tích tụ bốn phát luôn, đập hát mong mình nó chết chầu rồi, cố gắng dồn đam thôi. Ok, rồi và đây là tứ tướng thứ hai. Rồi xem đây, mọi người rẽ trái có một cái rương ở đây, mọi người cũng có thể nhảy xuống cái đường này để mà đi tới cái vị trí có con lồng đèn cuối cùng ấy, thì đường này đi cũng được. Nhưng mà đường này thì sau khi mọi người đánh boss rồi mà nhảy xuống dưới đây thì vẫn không còn con lồng đèn nữa, cho nên là có nhảy xuống thì mọi người chỉ lấy được tinh phách với lại tâm đông trùng mà thôi, cái vật phẩm dùng để nâng cấp bình rượu, nâng cấp hũ rượu nhé, không phải nâng cấp hồ lô nhé, mà lấy rương đồ cái kiểu thôi. Còn có con lồng đèn thì nó sẽ không còn nữa, tại vì không còn giờ âm nữa nên là nó sẽ không xuất hiện nữa, cho nên là không thể lấy món item đó nữa. Ok, và chúng ta ngồi vào miếu nhỏ và nghỉ ngơi thôi, và sau đó tiếp tục cuộc hành trình.